Thôi đừng có bưng cái tô. Ai mà ăn mà bưng cái tô mất là ghê quá. Thật sự mẹ nói thôi không bưng tô hết nữa nha không. Thôi đủ rồi. Không lẽ gì em chơi cao lầu quá. Bánh mì cũng ăn cũng hôm qua ha. Ăn một cái burger 97 ngàn một mình á. Để xuống đó. Xong rồi biết làm gì không? Uống thêm nửa gần nửa ổ bánh mì. Em không cười luôn hả? Giỏi. Sao? Thấy đó là em. Ngon mà. Xem, còn miếng nào? Hết rồi con, hết rồi. Ben nào Ben? Thôi bây giờ đừng chọc Ben nữa. Thôi Ben hết rồi, không có bưng tô hết nữa. À, vậy nó còn vừa con miếng luôn. Thôi hết rồi, không bưng tô nữa nha. Bưng tô cái này lấy rồi.